Kính chào cả nhà. Hôm nay em lại quay lại giới thiệu con Mitsubishi MT23 nha. Con này nguyên zin về nha cả nhà. Bên cơ số cơ chợ lực lái Bắc Kim. Hai cầu. À, dòng siêu bền luôn. Nguyên zin nguyên đồ luôn, bên em chưa có giận chưa có gì luôn nha cả nhà. Em làm video luôn. Các bác nào cần sở hữu em này thì nhấc máy liên hệ. 23 người. Đó, nước sơn các thứ là nguyên phi nha cả nhà. À, nó bị cháy nổ nè. Nó bị cháy nổ xung quanh cái dè, hai bên cái dè nè. Đó, em quay sát cho các bác xem nha. Nguyên phi về luôn. Nhưng còn rất đẹp nha các bác. Nước sơn nguyên zin nhưng còn rất là đẹp. Đó. Con này 23 ngựa. Đó, phía trên cái dè nó là cả nhà. Nó cháy nổ nè. Nước sơn nguyên zin, xe nguyên zin. Chỗ này là mình để phụ tùng office nè. Một con nguyên si như thế này nha, 23 ngựa. Nguyên si nhưng mà rất là đẹp nha cả nhà. Con này nguyên si rất là đẹp luôn. Hai cầu chợ lực lái, bên cơ, số cơ. Có bên nghiêng theo xe luôn nha, 78 triệu. Các bác nào mà cần thêm đuôi sới thì thêm tiền lấy đuôi sới nha cả nhà. Báo giá thì báo giá đầu phân thôi. Hàng như thế này luôn. Các bác cả rồi mà cần dặm lại hả bà? Sơn hoặc dặm mất mà dặm cái gì thì bên em phải dặm lại nhá. Còn bên đây em để nguyên si thế này. Nguyên si như thế này là cái đầu phân là 78 triệu. Cho một con 23 ngựa. Máy móc chưa rửa luôn nha cả nhà. Con này nguyên si vậy luôn nè. Còn rất là mới. Động cơ máy là bốn máy chưa hề rửa luôn, ngay cái kết quả nước cả nhà thấy nó vàng này đó. Bên em chưa rửa chứ gì nhá, đây nè các bác thấy nè đó, em cạo ra nó thân nè. Máy đề phát là nổ đi nha, rất là nhạy luôn, nổ rất là êm luôn nè cả nhà. Đèn xi nhan chợ lực lái. Con này chợ lực lái là bằng ti nên là rất là nhẹ nhá. Hàng nguyên khi chưa hề rửa chưa dọn dẹp hết các bác. À, có sới nè. Đi cái phần động cơ cho các bác xem. Động cơ bốn máy. Hàng em để nguyên zin như thế này, khi nào mà các bác mua rồi muốn rửa lại bên em thì rửa lại nha. Này em cạo ra cho bác xem. Thấy chưa? Đó, cạo ra là thấy nó mới tinh luôn, là biết là xe này nó con này nó rất là còn đẹp luôn đó nha. Rất là mới. Hết kim luôn nha. Hết kim luôn nha cả nhà. Cả nhà xem kênh em mà chưa đăng ký chưa like cho em, đăng ký chưa like ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em. Bên em buôn bán vận chuyển hàng là toàn quốc. Nếu các bác ngại đi lại khó khăn thì cứ chốt qua online nha, hàng bằng uy tín chất lượng đến với cả nhà.
ốc vít thì em cạo cho bác xem này. Nó còn vàng luôn nha, đó, nó còn vàng ống luôn này, mà đây là bám đất chưa rửa rồi, rất là mới luôn. Hai bên vẫn còn là tấm trắng bùn trong đất nha. Bình nước phụ nè cả nhà. Thánh lè xe lét luôn. Rất là đẹp luôn nha. Nhìn đây là mình biết cái độ mới của cái xe nó phải còn rất là mới, có nghĩa là bên Nhật họ xài á, họ bảo dưỡng cái xe rất là kỹ nên cái xe còn rất là mới. Nhà coi xe cơ này. Cái cơ vàng ống bằng ánh không? Đất nè. Đó, em cạo. Nguyên xi luôn nha. Rất là đẹp luôn. Mà rửa kỹ ra rất là đẹp luôn nha cả nhà. 78 triệu cho một em đầu phân như thế này. Một em đẹp xuất sắc nguyên zin như này luôn nha. Bơm trợ lực bơm ben. Cái cổ bô mà cháy chưa hết luôn cả nhà, nhìn nè, còn trắng luôn. Tem mát nè, nguyên si luôn nha. Con này mà các bác kê này thôi chứ em không biết con nào mà xuất sắc hơn để mà các bác lựa chọn nữa. Còn rất là đẹp luôn các bác ơi, con này mới lắm nha. Này rửa ra thôi nó như mới luôn á. Nè, tem mát còn nguyên si luôn nè, rất là. Hai bên nó còn tấm trắng đất dâng lên nha cả nhà. Đây là tầng nhanh chậm này. Tiếng 10 nha cả nhà. Cần tiếng 10. Số chạy 1, 2, 3, 4. Đi xin cái này luôn. Hai bên nó còn cản cầm tay rất là chắc chắn luôn nha. Đó, đi xin. Nước sơn nguyên zin. Đó, cháy nổ một tí nó còn rất là đẹp, ghế nguyên zin theo xe. Đây là ben nha. Các bác sử dụng ben zin thì vô hộp này. Không cần thì thôi. Đây là ben cơ. 4 số sói. 3 ben. Đài cầu. Đài cầu nha các bác. Rồi em sẽ đi đến xem lớp của nó thế nào. Lớp của nó là lớp Bridgestone của Nhật. 76. 76 nha cả nhà. 5 nguyên si luôn. Các bác cần dập lại thì bên này dập lại cho nha. Lớp thì nó gai còn tương đối là khá. Và xung quanh của em nói thì còn khá là đẹp nha cả nhà. Chưa thấy vết rạn. Đó. Cái đang phía trên này thì em nó chỉ tâm tâm cái đầu này thôi. Còn rất là đẹp. Rồi em đi lên lớp sau nha cả nhà. Con này lớp sau, lớp Bridgestone. Lớp sau còn rất là đẹp luôn. 11.2, 24. Này in Japan của Nhật nha cả nhà. Mâm ốc của Nguyên luôn. Ôi cặp lớp sau còn rất là đẹp luôn. Gai còn rất là cao luôn cả nhà xem nè. Đó, gai rất là cao luôn rồi. Ôi nha, con này được con 4 quả lốp vậy là tuyệt vời rồi. Các bác nào cần sở hữu em này thì nhắc máy liên hệ nha. Rồi, hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo.